Ở Tây Ninh có chợ Long Hoa là nơi du khách hành hương thường hay tìm đến để mua các mặt hàng đặc sản của xứ này như các loại muối được chế biến, bánh tráng phơi sương, bánh tráng mè, các món ăn chay đặc trưng của vùng đất thánh Cao Đài. Bà Phan Thị Thanh Bạch, một tiểu thương chợ Long Hoa cho biết. Đa số là muối bánh tráng là khách lục tỉnh là ở miền Tây á, miền Tây lên nhiều. Còn nước ngoài thì người ta không có coi như dịch ai đâu về mua. Vì dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài nên chợ Long Hoa lâm cảnh vắng vẻ hẳn du khách, tiểu thương Ngô Thị Rẫy nói. Ấy không ấy, mỗi năm là dân giờ là đen nghẹt rồi, năm nay không có, thiếu thốn lắm, mùa nào cũng vậy, không phải một mình gì, ngày nào cũng vậy, chán quá. Ế ẩm được hiểu theo nghĩa vắng khách, chứ hễ khách đã vào đây thì vẫn mua sắm như mọi lần, tiểu thương Tố Uyên nhận xét. Thấy lượng khách đi ít thôi à, nhưng mà khách cũng mua lai rai bánh bình thường như mọi năm. Buôn bán trong mùa dịch Covid-19 kéo dài nên tiểu thương ở chợ Long Hoa đã nhanh chóng thích nghi tình cảnh qua việc mở rộng việc mua bán lẻ bên ngoài chợ theo nhu cầu khách hàng. Chỉ cần khách gọi điện thoại đặt mua, tiểu thương chợ Long Hoa sẽ giao hàng miễn phí tận nơi, tiểu thương Tố Uyên kể. Như là những cái chỗ mà ăn vặt nè, quán ăn vặt nè, trên núi nè, những quán mà điểm du lịch đó, khách có thì chị giao hết, alo chị giao hết. Những trạm dừng chân rồi chị cũng giao luôn. Khách địa phương mình nhiều thì không sao, còn khách xa thì mình phải đeo khẩu trang vô. Tiểu thương Ngô Thị Rẫy cũng nói là khi mua bán với khách trong tỉnh thì yên tâm hơn, nên ít khi đeo khẩu trang. Chợ chứ sao không có con, có nhiều người là họ xuất hiện như con như nè, phải đeo vô chứ, đeo không được. Trước tháng 4 năm 1975, chợ Long Hoa hàng tháng có 10 ngày toàn bán thức ăn chay như mùng 1, mùng 8 ngày rằm. Thổ sản địa phương với các loại đậu được bày bán rất nhiều. Đây còn gọi là chợ đầu mối của bạn hàng Campuchia, vùng giáp ranh biên giới với Tây Ninh.